Rồi, qua ngày mới, Thanh Phú kính chúc quý vị cùng toàn thể anh chị em được nhiều sức khỏe. Thì tiếp tục cuốn video hôm nay. Hôm nay Thanh Phú đang có mặt tại vườn cây bonsai của anh Kỳ, có địa chỉ là thành phố Quy Nhơn. Thì hôm nay anh cũng có chuẩn bị cũng như trưng bày một số tác phẩm cây bonsai của mình để giới thiệu cũng như chia sẻ và gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em cùng xem, cùng ngắm và giao lưu. Trước khi đi vào chi tiết những tác phẩm cây bonsai, Thành Phú xin phép lướt qua một khu vườn cũng khá rất nhiều cây bonsai quý vị, và cũng có nhiều chủng loại cũng như nhiều size và nhiều kích cỡ. Thì nơi đây Thành Phú thấy anh cũng có sở hữu cũng rất nhiều tác phẩm hải châu, từ hàng bưng bê cho đến hàng xây kích lớn. Thời điểm hiện tại thì hải châu nó cũng đã cuối mùa trái, nhưng mà có một số cây nó cũng còn đang cho trái. Nhìn trái hải châu thì khá là đẹp quý vị. Đó, thì tổng quan khu vườn của anh cũng khá là rộng quý vị. Đây, như tác phẩm này Thanh Phú ghé qua để anh chị em mình xem cái dòng trái hải châu này, rất là to. Dòng trái chùm tuyệt vời quý vị. Vẫn có một số trái non trên cây về cuối mùa hải châu. Rồi, không để quý vị cùng toàn thể anh chị em mình chờ lâu, Thành Phú tiến hành để đi vào chi tiết những tác phẩm cây bonsai tại vườn của anh Kỳ. Rồi, một tác phẩm trang vàng đầu tiên để gửi đến quý vị cùng anh chị em cùng xem và tham khảo. Tàn thiên nhiên, đặc biệt là hoa rất là to quý vị, rất là già cây. Đó, hoa cực kỳ là to. Nó vẫn tiếp tục có những cái chồi hoa tiếp theo quý vị. Và sau đây Thành Phú mời anh chị em mình cùng nghe qua cái kích thước cũng như cái thông số của cây trăng vàng này. Rồi, em đo kích thước đây. 50 hoàng đế. Khoảng 24. 24 nơi cái cổ nhỏ. Cao 90, tàn 50. Rồi, em vẫn tiếp tục xoay đi, xoay anh chị em cùng ngắm. Tác phẩm này thì anh chị em mình tiện trang trí trước bàn trà hay là hàng quán, hay là nói chung có những cái không gian, bởi vì xây kích nó cũng tầm một người bê quý vị. Đó, phơm tàn cũng khá là ok, bông to, cho hoa liên tục. Rồi, anh chị em mình có yêu thích thì cứ liên hệ trực tiếp. Thành Phú có gắn cái số điện thoại trên màn hình để cùng tham khảo và giao lưu. Tiếp theo là một mini hải châu quý vị, cũng khá là dễ thương. Nhìn cái bộ cốt, một số bông tán cành nhánh bên trên thì cũng khá là ổn định. Rồi, anh chị em mình cùng xem tổng thể.
để bàn trà hay là những cái không gian nhỏ hẹp của quý vị, rất là hay. Đó, dàn tàn nhà vườn cũng vừa định hình, hàng mini cũng rất là đẹp quý vị. Rồi em đo cái kích thước, mình đo tổng luôn cái bộ chân quý vị. Nhiêu em? 33, kích thước 33. Rồi, mình có thể đo ngay thước quý vị. 15. Khoảng 14, 15 gì đó. Nói chung là cái hệ nó cốt quái thì cũng khó đo quý vị. Cao lắm, 27. Cao 27. Tàn 40. Tàn 40. Ngang 25. Đó, em tiếp tục vẫn xoay. Cốt cũng rất là khéo quý vị. Dòng hải châu. Tiếp tục thì anh chị em mình vẫn vừa chơi vừa nuôi thêm cái dàn râm. Có cái bộ râm lên nữa là quá đẹp luôn quý vị. Rồi, anh chị em mình có yêu thích thì hãy liên hệ trực tiếp với nhà vườn để cùng tham khảo và giao lưu cái tác phẩm hải châu mini này. Tiếp theo là bồ đề, cũng là bồ đề mini quý vị. Già, cực già. Hầu như là cái bộ đế nó kín cả chậu quý vị. Các cái cán tây cũng như dàn râm. Và em xoay đi. Nói về cốt thì cũng khá là liền. Còn các cái dàn râm, đề mà nuôi dàn râm là cực kỳ là khó quý vị. Mình có thể nuôi cán tây to chứ mà dàn râm lại khó nuôi. Cũng già, cũng trắng già hết rồi quý vị. Rồi, tiếp tục em đo dùng cái kích thước. Đế nó chìm mà nó cũng kín chậu. 65. 65 quý vị. Nằm chậu lâu năm á quý vị, nó chìm. 33. 33 ngay cái thước. 50 chiều cao. Và bộ tán 50. Cũng một người bê thôi quý vị. Cũng rất tiện trang trí cho những cái không gian. Rồi, anh chị em mình có yêu thích thì hãy liên hệ với nhà vườn để cùng tham khảo và giao lưu. Tiếp theo là hải châu mini quý vị. Cũng hàng bưng bê, hàng trang trí những cái không gian nhỏ hẹp. Được là cái bộ cốt cũng khá là khéo. Được nuôi và xây dựng, được tạo tác và định hình sẵn rồi quý vị. Chỉ còn thiếu dàn râm thôi. Nó đổ mà đổ kiểu đổ cong quý vị. Đổ ôm chậu. Nó như một cái dòng chảy. Cũng khá là duyên cây. Có cái phần rễ này cũng khá là hay. Rồi, để em nhờ em đo dùng cái kích thước. Đo luôn cái bộ chân quý vị. 23. 23. Nó cũng hơi khó đo chút xíu. Tầm cũng mười mấy quý vị, mười mấy sen. 11 cm. Rồi thẳng đi. 50, mình đo thẳng quý vị. Chiều cao nó 17. 17 tính từ mặt chậu. 30. Rồi, và cái kích thước vừa qua thì thành phố vừa đọc báo, quý vị cùng anh chị em mình cùng xem qua. Và nếu có yêu thích thì hãy liên hệ trực tiếp với nhà vườn
để cùng tham khảo và giao lưu. Tác phẩm Hai Châu này cũng khá là duyên dáng. Một tác phẩm tiếp theo, Thanh Phú mời anh chị em mình cùng ngắm. Đây là cây sao cát. Cây sao cát này cũng khá là duyên quý vị, cũng hệ cốt lông. Đặc biệt nó cho nu rất là nhiều ở dưới phần bệ đế. Nó gồm có hai thân và các cái chi tán bên trên tạo một cái form. Thì chi râm cũng như định hình nó cũng khá ổn định. Chung là tổng thể quý vị, đẹp hai mặt. Mặt bên này cái dàn nu nó cũng quá là nhiều. Một cục nu rất là to, mỗi ngày nu nó mỗi lớn. Khá là cổ cây. Cũng có thể là anh chị em mình sở hữu, mình nuôi một thời gian nữa nó có dần râm rồi đó, anh chị em mình sẽ thay một chiếc chậu phù hợp hơn. Cái tác phẩm này nhìn cũng khá là kỳ cổ quý vị. Rồi em đo dùm cái kích thước cái cục nu khá là to quý vị. Chín mươi ba. Và một thân này. Còn nó 24. 24. Hoành một thân ngay thước quý vị. Cao nó 42. Cao 42. Tán 55. 40. Rồi tiếp tục em xoay vòng nữa để anh chị em xem lại tổng thể một tác phẩm, một cây sao cát. Dàn nu khá là nhiều ở phần đế và thân, đặc biệt có cái cục nu to đó quý vị, càng ngày nó càng lớn. Rồi anh chị em mình yêu thích thì hãy nhanh tay nhấc máy liên hệ trực tiếp thông qua số điện thoại có trên màn hình. Tiếp theo cũng là Hải Châu mini quý vị. Một số tác phẩm Hải Châu mini cũng khá là dễ thương. Nhà vườn cũng định hình, có những tác phẩm đã định hình sẵn quý vị. Anh chị em mình nếu có duyên sở hữu thì mình nuôi thêm cái dàn râm, tức là vừa chơi vừa nuôi. Đặc biệt là bộ cốt quý vị. Nhỏ thôi nhưng mà bộ cốt cũng khá là hay. Anh chị em mình cùng xem tổng thể. Cái này vô cái quạt nhỏ, quạt trắng cũng khá là nổi cây. Cũng có một số cái hoa muộn quý vị. Rồi em đo cái kích thước. Đo tổng luôn cái bộ chân quý vị. Có những cái phần rễ đó. Bốn mươi sáu. Cao 25. 40. Tán 40. Những cái hệ cốt quái thì nó cũng khó là đo chi tiết quý vị. Mình cũng mô phỏng nó chừng chừng vậy. Nếu anh chị em mình có yêu thích thì hãy liên hệ. Cũng có thể là chụp lại màn hình để liên hệ nhà vườn. Có những tác phẩm mà đôi lúc thì nó khỏi tránh bị nhầm. Cái chân rễ rất là duyên. Tiếp theo quý vị, một cây Hải Châu còn đang xây dựng nhưng mà đã được định hình. Một số bông tán cũng như là cái bộ lá quý vị. Tiếp tục thì thời điểm hiện tại cây vẫn đang cho hoa và có một số trái trên cây. Và Thanh Phú mời anh chị em mình cùng ngắm chi tiết từng phần.
Ở bên dưới này thì có một cái con tử bên dưới, một thân chính và một thân nhỏ. Đó, dàn thân cũng khá là to. Một số trái chín và trái xanh và một số hoa bên trên. Tức là cái hải châu này nó cho liên tục quý vị. Đây nè, một số hoa nè. Đó, và trái theo từng lớp. Dàn bệ dàn đế rất là lực. Đó, anh chị em mình cùng xem chi tiết. Đặc biệt cái lá quý vị, khi mà nó cho ra cái đọt này, nó đỏ rất là đẹp. Rồi anh chị em mình cùng xem lại tổng thể của cây hải châu này. Đây là tầm 2 người bê quý vị, nhưng mà khỏe, hơi khỏe 2 người bê. Rồi em đo dùm kích thước. Cái thân chính rất là to, dàn đế lực nó cũng kín chậu rồi quý vị. Bao nhiêu em? 84. Hoành đế 84. Em đo một thân lớn thôi. 30. Hoành một thân lớn đó quý vị. 30. Chiều cao lên mặt chậu lên 80. Cao 80. Bộ tán. Quân tài nó 90. 90 bộ tán. Rồi, em tiếp tục xoay vài vòng nữa. Và anh chị em mình xem cái trái nè quý vị. À quý vị xem cái trái của cái cây hải châu này, khá là to mà nó chín mọng đỏ rất là đẹp. Rồi dừng lại, dừng lại. Đây quý vị. Cái màu sắc nó rất là tươi. Rồi, một tác phẩm hải châu này anh chị em mình có yêu thích cũng như yêu mến tác phẩm này thì hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp với nhà vườn để cùng tham khảo và giao lưu. Tiếp theo quý vị, đây là dúi. Nó khá là quái vì cái bộ cốt nó có hai chân, mà cái đường đi của chân là nó độ co lắc, có một cái độ nhất định của hai chân, và được xây dựng cũng như tạo những cái bông tán bên trên, rất là duyên cây quý vị. Tính đến thời điểm hiện tại thì các cái dàn râm cũng như cán thì cũng khá là to. Đây thì tầm cũng một người bê nặng, có hai cái chân đi xuống, chân có một cái độ lắc nhất định. Rồi em xoay. Nhìn xa xa tổng thể quý vị, hai mặt cũng khá là khéo. Nhà vườn nuôi thì cũng khá là lâu rồi quý vị. Đó, các cái dàn râm đẹp nhất là nơi đòn đó quý vị. Hai cái thân mà nó giao nhau ở nơi đó, cái độ co lắc nó trả qua trả lại rất là hay. Rồi em đo dùm cái kích thước. Mình đo hai chân quý vị. 65. À 55. 65. 65 quý vị. 65 mình không. 48 ngay đoạn thước. Mình đo một chân. Một chân 26. 26. Cao 70. Cao 70. 50. Tán 50. Rồi, em tiếp tục em xoay một vòng nữa. Để anh chị em cùng xem tổng thể.
hai cái chân rất là duyên. Và anh chị em mình có yêu thích thì nhanh tay nhấc máy lên để liên hệ nhà vườn. Một tác phẩm tiếp theo quý vị, sâm núi. Cây sâm núi này, đây là một cây sâm bông, nhưng mà đặc biệt là cái bộ lá nó rất là đẹp, được tạo tác và nuôi cũng rất là lâu. Thanh Phú mời anh chị em mình cùng xem giữa cốt và chi tán luôn cả dần râm. Cốt này rất là to, có những phần nu quý vị. Anh chị em mình cùng xem cái dần râm này cũng dày cứng hết, bộ lá tuyệt vời, bộ lá quý vị. Nếu anh chị em mình xem bên ngoài là những cái bộ lá, cốt rất là to và có một số cành nhánh ở bên dưới, nhà vườn quyết định để đó quý vị, để nuôi thêm. Nếu anh chị em mình có một cái ý tưởng nào đó thì hay là mình tạo tác thêm cái dàn bông tán ở bên dưới, hoặc là mình cho nó theo kiểu lối mới nó rơi ra quý vị. Lá đẹp lắm. Đây, dàn râm quý vị và dàn cốt. Rồi, em xoay qua rồi đo dùm cái kích thước. Mình đo xuống cái phần đế. Kích thước 35 quý vị. Đó, em đo ngay thước đó luôn. Hai mươi hai quý vị. Và chiều cao từ mặt chậu 30. Và tổng chiều dài của bộ tán 70 quý vị. Còn một số cành nhánh ở bên dưới để mình tạo tác thêm. Cây rất là lực. Rồi, một tác phẩm sâm núi. Đây là sâm bông. Nếu quý vị cùng toàn thể anh chị em mình có nhà ý thì hãy nhấc máy lên để liên hệ nhà vườn cùng tham khảo và giao lưu tác phẩm. Rồi, tiếp theo cũng là hải châu quý vị. Cây này cụm rừng. Cụm rừng nhưng mà cụm rừng đẹp, bởi vì nó có nhiều cái thân lớn đó quý vị và một số thân nhỏ, giống như là một cái gia đình á. Anh chị em mình xem tổng thể từ xa, nó gồm có hai thân lớn và một thân lớn tiếp theo và còn lại các cái thân nhỏ. Cũng khá là hay. Về phơm tán, tác phẩm này thì hai người bê nặng nha quý vị. Thường thường cụm rừng thì có những cái thân nó không chênh lệch quá nhiều, nhưng mà riêng về cái tác phẩm này thì cái những cái thân nó chênh lệch khá là hay quý vị. Đó, anh chị em mình cùng xem tổng thể từ bệ đế đến thân, chi tán. Và còn một số trái nữa quý vị, trái rất là to. Đó, anh chị em mình cùng xem tổng thể. Và kề bên đây đó, anh chị em mình xem cái cụm rừng. Như cái cụm rừng này là thân nó đều nhau, cũng khá là hay. Đây là một cái cụm rừng lớn, còn bên này là một cụm rừng này nó nhỏ hơn. Rồi, em đo dùng cái kích thước. Chín mươi hai quý vị.
85 đo ngay thước. Đo một thân lớn. À, em đo một thân lớn. Một thân lớn 28. 28. Chiều cao lên 85. Cao 85. Tàng là 80. Tàng 80. Rồi, một cụm rừng Hải Châu rất là duyên dáng. À, nếu quý vị anh chị em mình có yêu thích thì hãy nhanh tay nhấc máy liên hệ nhà vườn để cùng tham khảo và giao lưu. Nó rất là duyên, có một số thân lớn và một số thân nhỏ. À, tiếp theo là một cây sâm núi quý vị. Cây này nuôi lâu cũng khá là già. Nằm trên chiếc quạt, đổ ôm quạt cũng khá là duyên. Cái cách đổ của cây thì cũng thiên nhiên quý vị. Đây là một cây sâm bông, sâm hoa mà cực già. Dàn râm thì cũng khá là chi tiết, nuôi lâu cũng khéo khéo quý vị. Đó, những cái co thiên nhiên. Vào một cái chậu quạt khá là thích hợp. Em xoay qua cái phần đế này cho nên chị em xem cái phần đế cũng khá là lực cây. Đó, phần đế đó anh chị em mình xem cái phần đế. Cốt cách cũng như là cái cây sâm núi này cũng khá là duyên. Nếu mà tiện trang trí những cái không gian đó quý vị, nhìn cũng bắt mắt. Nhìn tổng thể anh chị em mình cùng xem, có những cái co thiên nhiên. Rồi, em đo dùm cái kích thước. Mình đo tổng cả cái phần đế quý vị, phần rễ, phần đế. Năm mươi tám. Thân này được bao nhiêu em? Thân được 15. À, đo ngay thước khoảng 15 quý vị. Cao từ mặt chậu lên 25. Cao khoảng 25. Còn cái này nó mình đo thẳng thôi. Đo thẳng đi em. Không, đo thẳng từ tim đây. Tim đây lên đỉnh đây. Anh chị em mình xem đo ngay thước. 70. Khoảng 70. Còn mình đo mà cái dòng cung cong này thì nó khá là dài. Nhưng mà thôi mình đo cái đường thẳng đó quý vị. Quý vị anh chị em mình có nhà ý, có yêu thích thì hãy nhanh tay nhấc máy liên hệ với nhà vườn để tham khảo và giao lưu với tác phẩm sâm núi này. Đây là cây sâm bông. Tiếp theo là một tác phẩm một cây dúi quý vị. Cũng khá là về cốt quá quý vị, nó cũng khá là quái. Được tạo tác cũng như xây dựng cái cành nhánh bên trên cũng như dàn râm cũng khá là chi tiết rồi. Để anh chị em mình cùng xem cũng như cùng ngắm tổng thể và chi tiết. Nó khéo nhất là cái phần dưới này quý vị. Nó có những cái phần rễ. Và có một cái độ co lắc của thân. Còn cái mặt cắt còn một sẹo nhỏ quý vị. Có dấu hiệu đang kéo bo rất là mạnh. Về cái độ lực của cây, các cái mầm nhỏ bên dưới. Và nơi đây cũng xây dựng một cái chi. Bên này cũng một chi. Đệm cho một cái tác phẩm về cái phần cốt. Rồi, em xây nhẹ đi, xây nhẹ ra để anh chị em cùng xem. Cũng có thể tổng thể hai mặt. Đó, anh chị em mình xem cái độ co lắc rất là duyên dáng. Cái này khá là nặng nên mình cũng không có bưng vào cái phông màng được quý vị. Anh chị em mình xem cùng thông cảm. Thành Phú sẽ quay chi tiết, anh chị em mình có thể xem.
Rồi được em, xây lại cái mặt hồi nãy. Rồi được em, ok. Đó, anh chị em mình cùng xem. Và sau đây mời anh chị em mình cùng nghe qua cái kích thước. Rồi em đo kích thước tổng luôn cái phần đế quý vị, những các cái phần rễ. Chín mươi mốt. Đấy, em đo đại cái đoạn thân đó đi. Năm mươi chín quý vị, ngay cái đoạn thước. Cao 95. Về bộ tán 1 mét. Tán 1 mét. Rồi, một tác phẩm, một cây dúi cũng khá là duyên dáng quý vị. Nếu quý vị cùng toàn thể anh chị em mình cũng có nhà ý sở hữu cây dúi này, tiếp tục vẫn vừa chơi vừa nuôi thêm những cái dàn râm cũng như dàn cán nó to và dày hơn, thì tác phẩm này cũng khá là đẹp. Hãy nhanh tay liên hệ với nhà vườn cùng tham khảo. Rồi, để kết thúc chương trình hôm nay cuốn video này, chia sẻ một vài hình ảnh cũng như một vài tác phẩm cây bonsai tại vườn của anh Kỳ, có địa chỉ là thành phố Quy Nhơn. Nếu quý vị cùng toàn thể anh chị em mình có nhà ý với tác phẩm nào thì hãy liên hệ trực tiếp theo số điện thoại có trên màn hình, hoặc là mình chụp lại màn hình và kết bạn Zalo cũng theo số điện thoại trên màn hình để tham khảo và giao lưu tác phẩm. Rồi, Thành Phú cũng không quên chân thành cảm ơn gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em rất nhiều. Và đừng quên để lại cho Thanh Phú một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ. Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị.